Có lẽ không khí ở Thảm Đỏ đang nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta còn nhìn những tràng pháo tay lớn hơn cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Và chúng ta cũng dành những tràng pháo tay tiếp theo để chào đón các khách mời đang có mặt trên Thảm Đỏ của bộ phim Người Giữ Thời Gian. Lùi đã, lùi đã. Dạ, chúng ta cùng chờ đón trên Thảm Đỏ ngày hôm nay nghệ sĩ Ngọc Nên. Lùi lại mọi người. Dạ, xin mời nghệ sĩ Ngọc Nên sẽ tiếp tục tham quan Thảm Đỏ ạ. Có hỏi chị. Dạ có, em hỏi chị đây. Bây giờ cho em hỏi là tại sao ngày hôm nay mình lại xuất hiện với hình ảnh là áo dài trắng và một chiếc xe đạp nó rất là đặc biệt như thế này ạ? Trời ơi mọi người ơi, thật sự không thể tin nổi luôn, cái bộ đêm đặc biệt nên được nhớ ra là đây là chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời Long đã đi học các bạn ơi. Wow. Đúng không? Có nghĩa là 26 năm các bạn ơi, có nghĩa là đã trải qua rất là nhiều. Các bạn biết là Long giữ tất cả những cái kỷ vật của mình và trên Thảm Đỏ lúc này chính là Người Giữ Thời Gian, Mỹ Tâm cùng với một chiếc xe đạp kỷ niệm của mình. Có lẽ thời gian là điều mà chúng ta sẽ được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều khi mà theo dõi bộ phim này, với những ký ức, với những kỷ niệm mà chúng ta đã có cùng với nhau. Và một lần nữa hãy cùng chào đón chị Mỹ Tâm. Hãy
để mình chụp tấm hình nha. Hay là chị phải chụp ở đây? Mình không có rành nên các bạn thông cảm nha. Dạ, xin mời chị Mỹ Tân sẽ vào trong để tiếp tục đón tiếp các khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục giao lưu với các nghệ sĩ có mặt trong thảm đỏ ra mắt bộ phim Người Giữ Thời Gian. Xin mời hai bác sẽ cùng lên thảm đỏ để chụp hình cùng với con gái của mình ạ. Dạ, xin mời cả nhà cùng lên sân khấu, cùng lên bắt gió để chụp hình ạ. Mọi người lại, chịu đi, mọi người lại, chịu đi. Chỗ này lùi ra. Trong bất kỳ sự kiện nào của chị Mỹ Tâm thì cũng có sự xuất hiện của bố mẹ cũng như là các thành viên trong gia đình. Đó là một điều cực kỳ ý nghĩa và quý giá. Cảm ơn ba mẹ rồi. Ba mẹ chơi nha, ba mẹ chơi nha. Cảm ơn các bạn.